Ngày 14 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa xử phạt người đàn ông 33 tuổi về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân. Theo cơ quan công an, vào 9 giờ 43 phút ngày 11 tháng 6, tài khoản Facebook Nguyễn Cao Trọng đã đăng dòng trạng thái nóng nhất lúc này là tại Cư Quyên, Đắk Lắk, đề cập đến vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở công an xã ở tỉnh Đắk Lắk. Đến 10 giờ 52 phút cùng ngày, ông NNT sử dụng Facebook của mình để bình luận với nội dung vô căn cứ và hoàn toàn không đúng sự thật. Làm việc với cơ quan công an, ông NNT thừa nhận bản thân thường xuyên truy cập vào các hội nhóm bàn luận về chính trị mang nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội, dẫn đến bản thân có sự thiếu hiểu biết và nhận thức lệch lạc. Từ đó, đã có những bình luận thiếu kiểm chứng, xúc phạm danh dự của lực lượng công an nhân dân. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt ông NNT 7,5 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu người này gỡ bỏ tất cả những nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm. Trước đó, có hai người ở tỉnh Hà Tĩnh, một người ở tỉnh Quảng Nam cũng bị xử phạt về hành vi tương tự.